Chào các bạn, hôm nay mình ba bát hộ anh khách từ xa. Cái máy iPad nó bị dính tài khoản iCloud nha các bạn. Cái này là máy tính của anh khách nè, iPad Air 4 nha. Sau khi mà mình order số series á, thì các bạn mở tool các bạn ba bát thôi. Máy này nó bị dính tài khoản iCloud nè, gửi bên nước ngoài về các bạn bị quên tài khoản rồi. Giờ mình mở lên cái tool, mình kích hoạt thôi các bạn. Cái này là dạng như là các bạn phải order số series nha, rồi mình cứ chạy bình thường các bạn ha. Rồi bấm start trên tool nè, các bạn đợi cái tool nó làm việc thôi. Mình không có cần thao tác gì nhiều nha các bạn. Hiện tại thì những cái dòng iPhone, iPad đời cao á, mình bypass được hết ha. Các bạn phải đăng ký cái số series nha. Mở đầu tiên phải mở tool lên trước, mình đăng ký cái số series, rồi mình đợi cái thời gian tool nó báo về ok á, rồi mình mở tool, mình bấm Active là xong. Khá là đơn giản ha, không cần phải mang máy đi tới đi lui nha các bạn. Các bạn cứ ghi máy tính ở nhà, rồi kết nối interview, rồi mình tự mình làm thôi. Lúc này thì các bạn cứ đợi cái tool nó chạy thôi. Nhớ là chuẩn bị một cái cáp zin kết nối với cái máy là được nha các bạn. Nhiều lúc mấy cái cáp linh kiện nó cũng hơi trục trặc ha. Nó đang tiến hành bypass nè, các bạn cứ đợi thôi. Bypass khá là nhanh các bạn, nó báo thành công nè. Trên tool báo nè. Ngon lành các bạn ha. Rồi các bạn đợi một lát, cái máy iPad của anh khách á, nó tự reboot lên. Mình kiểm tra coi thử nó tình trạng là active chưa ha. Rồi các bạn thấy không, tình trạng Z nè. Vậy thôi, khá là đơn giản. Sau khi mà active thì mình reboot cái máy lại thử ha, coi thử nó có bị màn hình hello hay là trục trặc gì không. Thì mình báo bên đó là dùng bình thường thôi nha các bạn. Rồi sau khi mà mình khởi động lên á, là nó vẫn là ngon lành nè các bạn ơi. Rồi ok, vậy thôi. Các bạn có những cái máy như vậy cần làm thì liên hệ với mình. Mình báo giá anh em thấy hợp lý thì làm nha. Rồi xin chào, cảm ơn các bạn.